Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fortrans, được sản xuất tại IPSEN, tập đoàn dược phẩm chuyên chăm sóc sức khỏe hàng đầu của Pháp. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Fortrans cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: mỗi gói: Magjogen, Na -sun -phát khan, Na bicarbonat, Na chlorua, kali Chỉ định: sản phẩm được sử dụng trong. Làm sạch đại tràng chuẩn bị nội soi, chụp x-quang, phẫu thuật đại tràng. Chống chỉ định. Mất nước, suy tim nặng. Ung thư hay bệnh đại tràng khác làm niêm mạc ruột suy yếu nặng. Tắc hoặc liệt ruột. Trẻ nhỏ hơn 15 tuổi. Thận trọng. Bệnh nhân mẫn cảm với polyethylene glycol, già yếu. Phản ứng phụ. Buồn nôn, nôn, cảm giác đầy bụng. Tương tác thuốc. Khi sử dụng chung với những thuốc sau đây, sẽ gây ảnh hưởng tác dụng của thuốc. Liều dùng. Hòa tan một gói trong một lít nước. Uống 3 đến 4 lít đảm bảo rửa ruột thật sạch. Phẫu thuật buổi sáng, uống dung dịch buổi chiều hôm trước. Phẫu thuật buổi chiều, uống dung dịch trong ngày, trước phẫu thuật 3 giờ. Cách dùng có thể dùng lúc đói hoặc no. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm 4Chance đồng thời biết cách sử dụng 4Chance sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham